Thì cái này rất là kế là để loại giống như một cái vùng thì cũng chưa một cái nào cao đây cái đầu tiên của cái kẹp này khoảng là khoảng 4 cm, khoảng 4 cm rồi đó. Khi một đại bài này vuông góc trên trên vùng theo hướng kẹp gây như này phải góc vuông này còn đầu tiên kẹp một vùng. Cái thứ hai cái khoảng là 3.5 cao hơn cái nút của răng thành chính là được. Và nếu trong trường hợp một phương pháp chính là dùng cái này ban đầu tiên là mình học ấy, là cái này chúng mình kéo răng thành lùi về sau thì có thể bẻ cái to một chút. Tuy nhiên là thông thường mình dùng để tìm to sẽ còn để kéo răng thành cao xuống ấy, không kéo về sau thì bẻ nó ngắn hơn này, nó gọn lại. Nó gọn lại một chút bệnh nhân gì là nó phát hiện nó bị vướng. Và bước tiếp theo khoảng tầm bằng cái lúc đầu tiên này, bằng cái đầu tiên này bẻ nó không xuống này. Khi bẻ góc xuống là bị bẻ đây này, có thể hai cái này chạm nhau, nó hơi vướng hơi khó một xíu để bẻ à, thế nhưng hơi vướng một xíu thì nó quá một xíu nó sẽ thả ra và cái cuối cùng này thì người kẻ bẻ khác như đôi giấy bên dưới bẻ đi xa bẻ cố gắng để hai cái dây này thẳng với nhau thẳng cái hướng ca này và thứ hai thẳng cái hướng cầm này tức là các hướng nó đều được thẳng đó. Và khi mình để cái này kéo vào cái răng tay của mình ấy, mình đi vào cái pen 6 giả sử cái bệnh nhân của mình có cái răng tay cũng còn cao thích lên cái răng này đó là cao cái này đúng không ạ. Khi mình đi dây bằng này đi này thì có thể lực đàn hồi dây này kéo được răng tay của mình xuống kéo răng tay của mình xuống. Tuy nhiên cái trường hợp này thì mình ít dùng hơn và gần như là mình sẽ kết hợp thêm một cái lúc nữa đó là mình dùng thêm một lúc vòng đôi thì lúc vòng đôi mình rất là hay dùng để kết hợp để kéo răng tay mình xuống và di ra sang phía sau thì lúc vòng đôi mình có thể sử dụng để kéo răng thường đây được răng tay bên ngoài. Còn thứ hai là bằng này bên trong thì mình dùng một cái giống lúc đôi để mình kéo được răng của mình ra đây cũng kẹp mình kìm mình sát đây luôn phải có khuôn lên sau đó cách nó khoảng tầm 7 đến 10 ly sử dụng để khoảng tầm 10 ly thì nó đang còn tốt hơn dùng bộ số 3 thì biết nhé quay từ lại bạn 8 độ để mày cái khoảng còn đúng cái bắn lúc đôi ở đây nhiều bạn mày rất là ok quá đẹp giống lúc thăm thì kéo nó cửa và nó hoàn cửa. Đó, như vậy là mình sẽ bẻ cái nút được kéo vào tay để lúc sau mình bẻ nó vuông ra. Đó là mình dùng chúng ta làm gì đấy. Khi đó là mình dùng cái này để kéo nó phải. Lực đàn hồi hút để kéo răng tay của mình lùi về sau. Cái này thì mình để kéo răng tay của mình xuống này. Cái phần này móc vào cái cung kéo răng tay của mình xuống. Ngoài ra mình có thể chỉnh tọt cái đó. Đó là mình chỉnh tọt cái này luôn. Thường thường răng tay mình khoảng ra bên ngoài hay bị thân tạm sát cho bỏ đúng không ạ? Thì mình có thể ấn vào trong một cách chỉnh tọt này để nó mình thế này này. Thứ nhất là chỉnh tọt là mình kẹp bên ngoài như đây là mình làm một cái bộ này kẹp ban đầu là dây và kìm mình thẳng góc với nhau này cái phần dây nhỏ nhỏ này nó đi vào mắc hai lần thanh à, ví dụ dây của mình đi vào mắc hai lần thanh như thế này đi vào mắc hai lần thanh này cái phần này cái phần mình sẽ chỉnh tọt sau mình chỉnh tọt chân đang đi vào trong này đầu tiên mình kẹp từ bên ngoài ban đầu là dây và kìm mình là không góc nhau là không có tọt này sau mình ấn thêm cái này đó để nó tọt vào răng mình là cái răng mình sẽ lệch ra đó thứ nhất là chỉ tọt thứ hai là chỉ in nào thôi in thì thường cái răng này của mình là bên ngoài này đó mình sẽ ấn thêm vào bên trong cũng để thôi in trên cái nút như này và nó đau này đau đau này đó, đường rồi và thứ hai thì mình kéo bù lùi từ trong này xoay thứ ba là mình tít này đó, sau đó mình cuốn dây này bốn dây này thì nó ra thì nó mới đi vào được các cái răng phía sau ấy ví dụ thì bốn dây thì nó vào răng thì nó chốt bốn này bốn dây nhận ra không sau đó mình lắp vào rồi mà khá là cái kích hoạt này có thể kéo được răng phía sau và kéo xuống bên dưới đây là cái lúc đầu tiên mình dùng ra kết hợp từ một cái lúc này từ một cái lúc kéo răng thành cầu xuống và sau đó kết hợp thêm bốn phải thì những cái như thế này mọi người có thể bẻ sẵn ở nhà khi nào có cái răng nào mình muốn kéo răng này phía sau hoặc kéo răng gập xuống thì có thể dùng cái này rồi. Tuy nhiên cái này thì ít dùng hơn bởi lý do là nếu mình dùng thì dùng để kéo răng này xuống nó dễ nhưng mà khi mình dùng thì nó hay bị vướng ở phía sau do đó thường là mình kết hợp thêm vào một cái nút vòng đôi này hoặc là nút tiền bên đó cái này khá là dễ nó cần bẻ vào